Kim Đức Nguyễn Trì. Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Cám nhé. Và ngày tôi trân trọng giới thiệu quý vị, bây giờ 9 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2019. Và ngày rất hân hạnh được đón anh Quý Thanh ở Việt Trì, thành phố Việt Trì vào về để ký duyệt bộ ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá cột liền đây. À, xin hẹn quý vị kia là anh Quý Thanh ở thành phố Việt Trì đây nhé. Xong về để ký duyệt bộ gỗ hương đá hàng VIP cột liền chúng tôi đây nhé. Đấy. Đi cùng anh là có một anh bạn của anh nữa đây. Đấy, hàng dày dặn. Mặt liền hết nguyên tấm. Đấy, bàn to chưa? Thấy bàn to chưa? Nó khác hẳn những cái bộ kia như cứ... Nó phải cất trong xó này, không muốn cho ra. Đây, cất trong xó thì miếng này. Alo ạ. À, gỗ sồi có ạ. À không, không lấy vanh bé đấy, không lấy đâu ạ. Vâng, vâng, sồi em lấy toàn hàng 150 vanh thôi. Vâng. Kháo em không ạ. Vâng. Toàn anh ở đâu? Lục Yên à? Có và có thì kẹo anh điện là lại nha bạn nha. Và bên em đang bận tí. Và. Bộ VIP của vợ chồng nhà ông Tùng Tám. Vâng. Vợ xinh gái nhất xa. Vâng. Thế là cảm ơn anh Quý Thanh đã tin tưởng và đến tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thôi để sắm đồ nhá. Và anh chọn đúng vị trí à. Anh cảm thấy bộ ghế ưng ý chứ? Vâng, em cảm thấy bộ này rất đẹp. Rất quá VIP luôn đúng không? Anh đã đi dọc theo tuyến đường quốc lộ 32 từ Hà Tây lên đây, bây anh mới gặp bộ ghế đẹp này đúng không? Cột liền vân veo. Mai hoàn thiện xong tôi sẽ cho ra kia để giới thiệu cho quý vị xem chi tiết bộ ghế của anh Quý Thanh ở Việt Trì nên anh đã ký duyệt. Và thì để quý vị nhìn rõ chi tiết hơn cái vẻ đẹp của nó như nào. Hôm nay đang để trong xưởng nó quất chưa được, chưa được ấy lắm, chưa được quay được chi tiết lắm. Vân sợ này, cái này hoàn thiện lên đẹp lắm, vải vẫn đẹp. Đó. Và xin cảm ơn anh nhá. Vâng. Xin cảm ơn anh Bác Tùng.